chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Xuân Mặn Germany. Sáng hôm nay hai vợ chồng mình rảnh rỗi cho nên xin nông nổi. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị cũng như các bạn về cái món ăn sáng của người Tây Đức ở bên này có những gì. Thì trước đó mình cũng đã quay sơ qua rồi đúng không? Quý vị cũng thấy mình làm các cách làm rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình mời quý vị cũng như các bạn cùng vợ chồng mình ăn bữa sáng bánh mì nha. Ok. Coi mời. lấy lộn của em á. Mời các bạn. À đây của anh đúng rồi. Anh nó bị dính nè. Ngon quá. Chưa okay, ăn mà mời các bạn nha. Đây là đồ ăn của Tây. Nhưng mà thường ở Tây nó bỏ ra. Nó tự ai ăn cái gì thì nó quét ăn. Nó làm ăn. Nhưng mà giờ vợ mình đang làm clip cho nên cũng quay lạp sẵn ăn cho nó ngon. Thôi mời các bạn nha. Tại vì các bạn biết không, mình cũng muốn làm sao mà đỡ cái clip nó càng ngắn càng tốt, đỡ quý vị cũng như các bạn xem khỏi mất thời gian á. Mình thơm. Nướng bằng chảo ngon á các bạn. Thơm bằng chảo. Thơm bằng chảo. Các bạn biết không? Nhà mình cũng có cái máy mini nướng bánh mì, nhưng mà cái đó thì mình nghĩ ai cũng có, ai cũng biết xài rồi. Cho nên hôm nay mình nướng bằng chảo. Để chi? Để mình muốn gửi đến cho những ai mà chưa có mua máy mini hoặc là chưa có máy mini á, thì có thể nướng bằng chảo như thế này ăn rất là ngon luôn. Không khác gì nướng máy đâu, nướng máy thì nó cũng giòn thơm dễ, nhưng mà nướng chảo nó có cái mùi chảo giống như ông xã mà nói đó các bạn. Nó là lạ. Mùi nó giống như ở Việt Nam mình. Mấy người mà đổ ở quê đổ bánh căn, à biết bánh căn không? Đổ bánh căn bánh khọt đó. Các bạn ăn bánh mì mà nhớ tới bánh căn. Cái mùi nó giống ngon. Mùi giống vậy á. Nhưng mà mình nướng á, mình nướng mình ăn liền thì nó giòn hơn, nhưng mà do mình chuẩn bị máy móc với mình chuẩn bị cái này cái kia cho nên nó có hơi mềm chút xíu. Này nó nóng khi giờ nó chảy ra ăn nó mới ngon. Các bạn biết không, Tây á, ăn sáng là bỏ ra bàn mình ai nấy ăn, muốn ăn gì đó làm ăn như ông xã mình nói. Nhưng mà mình thì mình làm trước, với lại mình biết ông xã mình muốn ăn cái gì cho nên mình làm luôn để ông xã mình khỏi làm. Sướng vậy còn sướng sao nữa. Quá sướng, quá sướng. Cà phê. Cà phê. Cà phê ở Việt Nam uống cà phê phin, cà phê phít, còn bên này uống cà phê ly, ly khói nè các bạn ơi. Ở Việt Nam bây giờ uống ăn cà phê phin phít đó là dành cho những người mà uống thích đậm đặc. Còn bây giờ trai trẻ bây giờ uống cái ly thiệt bự vậy nè mà đá đập và bỏ vô quấy quấy rồi uống đó. Sáng là người lớn thì thường uống cà phê hay là trà đồ đó, trà bông cúc đồ nó mát. Nhưng mà hôm nay mình không phải là người lớn, mình là trẻ con cho nên mình uống sữa. Chỉ có hôm nay là mình là trẻ con thôi. Nói giận chứ đâu phải trẻ con người lớn gì uống sữa rồi không uống đâu. Bên này á, Tây á, lớn trẻ già gì cô toàn uống sữa không các bạn. Uống đẹp da, nhưng mà mình hồi mới qua mình uống mình thèm lắm. Ở Việt Nam đâu có đâu uống, cái thời của mình là không có đâu các bạn, thèm lắm luôn. Qua đây ông xã mình á cứ mang thùng thùng á anh, uống đâu được mấy thùng, một thùng 12 hộp, một hộp là 1 lít, uống đâu được 3 thùng 4 thùng như nào. Ăn sáng bánh mì uống cà phê ngon. Vợ thỉnh thoảng xiên làm ăn ngon. Giỡn hay chơi vậy? Nó giỡn hay nó thiệt vậy trời?
Ông xã mình xạo lắm các bạn, cứ khen mình nói mình ăn ngon, làm ngon, đỡ chi nữa làm cho ảnh ăn hoài luôn á. Vậy bữa nào anh nấu em nói anh nấu ngon quá, anh làm cho em ăn ha. Các bạn biết không, lúc mình mới qua nè, mình không thèm gì hết á, cứ thèm là nho với sữa. Tại vì ở quê mình á, đây là bánh sừng gì, sừng trâu này, là này là cục giòn, có khe giờ các bạn, bánh mì với khe giờ. Nói giờ chừng đang nói nửa chừng, mình thèm sữa với lợi nho mà mình qua đây ông xã mình mua rất là nhiều, mình ăn mình uống mình thấy trời nó đã gì đâu. Tại vì ở mình sống ở quê á, rồi lúc mẹ mình mà mua cho được mấy chùm nho về mấy anh chị em sớm nhau người ăn già trái để thưởng thức thôi các bạn, chứ thực chất ăn mà cho đã thèm thì không có, không có rồi mà ăn. Từ lúc qua đây ông xã mình thấy nho trái bự 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 mà có hột trái bự ghê lắm, ăn mà thấy đã luôn. Cứ ngày nào ông xã mình đi làm sáng làm chiều gì á là xách cho một ký nho mà ăn hoài luôn các bạn, ăn mà không thấy ớn. Nhưng mà sữa là bắt đầu mình ớn, mình ít uống lại, chứ nho là mình uống nhiều, mà nho là mình ăn nhiều lắm luôn á. Ở đây là mình nói là mình chia sẻ ở quê mình nha, mình chia sẻ cuộc sống của mình, chứ mình không có nói thành phố. Thành phố thì dĩ nhiên có đầy đủ, ăn uống cái gì cũng thông thả, cũng đầy đủ, cho nên mình cái đây mình không có nói tới thành phố nha các bạn. Cái này là bánh mì sừng trâu, bánh mì này em nó bỏ khi giờ em béo béo, béo ngon. Sẽ mình mua một cái cơ rôn, một cái cơ rôn khi giờ cái có một dạ, một cái bình thường, cái khi giờ tức là một cái cơ rôn là bình thường normal đó các bạn, là không có khi giờ. Còn một cái cơ rôn cũng giống nhau luôn, nhưng mà ở lớp ngoài người ta bỏ khi giờ ăn nó béo, nó làm coi nè các bạn coi xốp xốp không, ở trong nó bọng 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 xốp xốp. Nhà trong cái em chưa rồi nó làm cháy dữ anh. Nướng hơi quá lửa cháy giống bắp giới mà bắp giới ngắm trăng không phải là quá lửa, mà lúc nó xong rồi nó đổ chuông mà chắc nó đang bọng cái gì nó không lấy ra kịp. Nó còn máy nóng á, nó nóng là cái. Chuối rồi. Cứ trái nào cho nó to, nó sầu lù, nó dài rồi. Cái chuối ngất ngay luôn. Nhưng mà chuối nào không ngon, chuối mật ở Việt Nam mình ăn ngon. Chuối mật. Chuối giờ hương hay là chuối mật? Ăn chuối chuối mật, chuối mật ăn chuối chuối mật, em không biết chuối mật là cái gì nữa. Chuối mật á nấu đi, nấu ăn ngon không, em thích nấu á, ngon. Ủa, làm bắp chè rồi chờ giờ cũng phải ăn thôi các bạn, cắn được không vậy? Không được đưa đây cho anh. Bây giờ bắt các bạn quay phim á thì hỏi cắn được không? Sao không được. Mà bình thường bữa bữa ăn anh nói vậy nè. Mà cỡ ra anh đừng xấu hổ nha. Không ổn được. Bữa hôm qua mình lấy cho bà chị lên ăn, cái ảnh ngồi ảnh cắn lắm. anh cắn kéo qua kéo lại cắn không đứt cái bà chị. Xong ảnh kêu là cắn giùm cái em. Mình nói chứ răng cả hàm mà sao không cắn đi. Đâu phải răng giả đâu mà cắn không được. Ông xã nó cắn hoài, cắn không đứt, cắn dùm, cắn không thôi. Vậy cái mình nói không có cắn. Ăn được, ăn không được thôi à. Vậy cái ông nói con gái mình chạy xuống bếp lấy cái kéo lên. Vậy các bạn lấy kéo cắt cái đầu bong bóng á. Cái mình mới nói trời răng cả hàm nhai xương còn nổi mà cắn cái bong bóng cắn không xong. Mở mà cắn mà có sợi chỉ. Xong rồi, anh nói xương anh nhai được, mà cái đồ bóng bóng à cắn không được, sao kỳ vậy ta?
Sao tại vì nó mỏng nó mỏng quá, răng thì ăn thét nó mòn rồi. Bây giờ anh nói em tự nhiên trong đầu em nảy nở có một good idea, tức là một cái sáng kiến tốt, răng anh bây giờ mòn rồi đúng không? Dạ, yeah, good idea. Bây giờ răng anh mòn đúng không? Thì nhà mình có cái có cái gì cái mài gì mài á, mài dao á các bạn, cái mài đồ á, anh ăn xong đi. em mài cho nó biết, mài cho nó biết nó nhọn lại rồi cắn đồ, ok. giống như thiệt hả? Chị em thấy ngon mà, cho con nó ăn không? Giờ nó lạnh dễ ăn chút xíu. Anh làm nước nóng ăn không ngon hả? Chán thiệt đó các bạn. Công mình nấu cực khổ muốn chết, mà chồng con thì chơi không dám chơi, mà cứ nói kiểu nó bóng nó gió rồi không ăn, bắt mình ăn muốn chết luôn, bỏ thì uổng. Cái này ăn là giống Việt Nam. Trưa đó cái gì bán cà rem, bán chè nè, nè đi cứ rung một chuông cà rem đây. Đúng rồi, anh nói mới nhớ đó, ở quê thôi chứ thành phố đâu có, thành phố chưa sắp ra quán kêu ghế ngồi. Quê mình là vậy đó. Ngon quá, ngon. Ok các bạn, nói thật với quý vị các bạn, chứ bình thường á là vợ chồng mình buổi sáng đồ ha, những ngày trong tuần đồ cũng ít có mà ăn sáng kiểu này lắm. Hôm sáng mình đi làm thì dở bánh mì đi theo ăn thôi, còn mà ở nhà mà không có đi làm đồ là vợ chồng mình nấu đồ Việt Nam ăn, chứ không có ăn đồ Tây như kiểu này nha các bạn. Nhưng mà lâu lâu mới ăn thôi, lâu lâu mình thèm mình ăn, mình đổi món thôi. Thì hôm nay sáng dịp mình muốn chia sẻ thì mình ăn rồi mình quay cho quý vị và các bạn xem cho vui. Thì ok, bây giờ hai chồng mình xin dừng clip tại đây và chúc cho quý vị cũng như các bạn thật là nhiều vui vẻ và hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Ok, bye bye. Okay. Chúc các bạn mọi sự bình an.